Xin chào mọi người, xin chào các chị em nha. Thì hôm nay bên xưởng may Nguyễn Điểm sẽ tiếp tục giới thiệu đến các chị em mình những cái mẫu bên em có hàng nha mấy chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các chị em mình cái mẫu này sẽ là mẫu cổ vuông tim giùm em ha. Mẫu này sẽ là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên nè mấy chị. Ở đằng trước này thì sẽ có gút dây ngực nè mấy chị. Anh cái này là có cái nơ cho mình nè ha. Áo đó là áo cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em nha. Áo thì sẽ là có hai bên trước hai bên sau cho mình. Chất vải thì là thun cát misa nè mấy chị, co giãn rất là thoải mái và rất là mềm mịn luôn nha. Đặc biệt là cái áo bên em á là có bên trước và bên sau luôn, cho nên mình mặc cái form dáng nó rất là thon luôn nè mấy chị. Cái form rất là đẹp luôn nha. Mẫu quần thì sẽ là quần dài nha mấy chị ơi. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm giùm em nè ha. Cái mẫu này thì bên em sẽ có size cho mình là từ size 1, 2, 3, 4, 5 nè, là tầm 45 tới 70 kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Đồ thì bên em có sẵn nha, có được đâu 11 màu hay gì cho mấy chị em mình lựa chọn luôn nha. Mẫu là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em. Đồ bên em có sẵn tùy theo mấy chị em mình đặt hàng, tùy theo địa chỉ nha. Thì tầm 2 đến 5 ngày mình sẽ nhận được đồ. Khi mà đặt hàng xong rồi thì mấy chị nhớ để ý điện thoại để nhận hàng giùm em nha. Tại vì nhiều khi là cái đơn hàng của mình tới khu vực của mình rồi, nhưng mà bên giao hàng không có gọi được là không có giao cho mấy chị được. Cho nên khi mà đặt đơn xong thì mấy chị nhớ để ý điện thoại giùm em. Rồi mấy chị em mình khi xem thì mấy chị xem hết video để biết bên em có những cái hoa văn nào nha mấy chị. Bên em thì vẫn đồng giá cho mấy chị em mình là một bộ 50k thôi. Bên em đi đơn ít nhất sẽ là 4 bộ nha. 4 bộ sẽ là 200k sẽ được miễn ship cho mấy chị em mình. Mấy chị em mình sẽ được kiểm tra trước khi thanh toán và mình sẽ nhận hàng tại nhà luôn giùm em nha mấy chị. 4 bộ là 200k được miễn ship nha. Rồi em sẽ quay những cái màu bên em có hàng cho mấy chị em mình xem nha. Mấy chị em mình khi mà xem thì mấy chị nhớ cho em xin những cái lượt thích nè, những cái lượt chia sẻ nè. Chị em nào chưa bấm đăng ký thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo nha, để nhận được thông báo mỗi khi bên em ra những cái video mới nha mấy chị. Rồi mà em đang mặc thì sẽ là màu tím nha, màu tím vuông nè mấy chị. Màu này thì sẽ là màu tím vuông giùm em nha. Xay thì sẽ có đủ xay cho mình từ 45 tới 70 kg mặc vừa nha mấy chị. Quần thì sẽ là quần dài ống ôm giùm em nha. Quần dài ống ôm hai bên có hai cái túi cho mấy chị em mình đựng đồ nha. Rồi cái màu tiếp theo này thì sẽ là màu xanh giùm em nè. Cái màu này thì sẽ là màu xanh bông nè mấy chị. Cái mẫu này mình mặc rất là dễ thương luôn, mặc rất là gọn gàng luôn á mấy chị. Màu này thì sẽ là màu xanh bông giùm em. Chị em nào thích màu này thì nói là màu xanh bông giùm em nha. Mấy chị em mình có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng giùm em cũng được nha mấy chị. Số điện thoại với lại video ngày nào em có ghi dưới góc màn hình đó. Mấy chị em mình là cứ vào kết bạn Zalo, mình thích màu nào thì mình chụp gửi qua bên em màu đó nha. Rồi chị em nào mà khi mà mình đặt hàng qua gọi số điện thoại thì mấy chị nhớ ghi lại đúng mẫu giùm em nha. Cái mẫu này thì sẽ là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên. Chị em nào mà mình thích cái màu nào á thì mình ghi lại giùm em, rồi sau đó mấy chị gọi cho bên em, mấy chị đọc đúng mẫu và đúng hoa văn thì bên em sẽ chốt đơn cho mình nhanh hơn, đỡ mất thời gian của mình nha mấy chị. Rồi màu này sẽ là màu xanh bông giùm em nè. Rồi cái màu tiếp theo này sẽ là màu hồng vuông đó mấy chị. Bên em sẽ thường xuyên thay đổi mẫu cho mấy chị em mình, nhưng mà cái form dáng thì em vẫn giữ nguyên. Nếu như chị em nào mà mình đã đặt hàng bên em rồi, mình mặc cái size số mấy vừa á, thì những cái lần sau đặt hàng lại thì mấy chị đặt đúng cái size đó giùm em là mình sẽ mặc vừa nha. Cái này là hồng vuông giùm em nè. Bên em sẽ ưu tiên cho tất cả các chị em nào mà lần đầu tiên mà mua hàng bên em á, thì mấy chị cứ thử hàng luôn nha. Nếu như cái tình trạng mà chật hay là rộng gì đó mình mặc không vừa thì trước khi thanh toán thì mấy chị cứ liên hệ qua bên shop của em thì em sẽ đổi size, hỗ trợ đổi size cho mình mà không phí ship nha chị. Còn nếu như sau khi thanh toán mấy chị em mình muốn đổi đồ thì mấy chị trả phí ship giùm em là 30k nha. Rồi màu này sẽ là màu hồng vuông giùm em nè mấy chị. Màu này sẽ là màu hồng vuông nè. Rất là dễ thương luôn ha. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu kem giùm em nè. Cái này là kem bông nha mấy chị. Cái chất vải bên em thì sẽ là chất vải thun cát misa nha. Nó rất là mềm và rất là mịn luôn á mấy chị. Đặc biệt chất vải này mặc rất là bền luôn. Bên em á là còn may cho mấy chị em mình á là cái máy may 2 kim mà 4 chỉ nữa. Khi mà mấy chị em mình mặc vô mình đứng lên ngồi xuống á thì những cái đường may này nè nó sẽ có cái độ co giãn. Tình trạng đứt chỉ rất là hạn chế, thậm chí là không có luôn giùm em. Tại vì những cái đường may mà tới 2 cây kim mà tới 4 cái cọng chỉ nó quấn quanh cái đường may của mình, cho nên mặc rất là chắc chắn luôn. Còn chất vải thì co giãn rất là thoải mái nha mấy chị. Chất vải là thun cát misa giùm em, bên em làm chỉ chuyên về một loại này thôi, cho nên mấy chị em mình cứ yên tâm nha. Cái này là kem bông giùm em nè.
Cái này là kem bông giùm. Rồi khi mà mấy chị em mình đi đơn bên em đã được miễn ship rồi thì mấy chị có mua thêm những sản phẩm khác thì vẫn được miễn ship chung đơn nha mấy chị. Bên em thì sẽ có thêm cái món là kẹo chuối nè, kẹo chuối với lại đậu phộng lắc nè. Hai cái sản phẩm này là bên em hoàn toàn làm nhà, cho nên khi mà sử dụng thì mấy chị em mình cứ yên tâm nha, không có chất bảo quản và không có thành phần gì độc hại hết. Cái này là do mẹ của em làm á, cho nên mọi người mua ủng hộ bán được thì em rất là mừng luôn nha. Tại vì là cái này chỉ có làm nhà thôi. Bên em có dừa với lại chuối rất là nhiều, cũng cố gắng làm béo và làm ngon cho mấy chị em mình á, mình dùng ngon thì mình ủng hộ bên em lâu dài nha. Bán được những cái sản phẩm này thì rất là mừng luôn. Cảm ơn tất cả mọi người, tất cả chị em mình đã mua và ủng hộ bên em nha. Một keo như vậy thì 600g và giá là 60k cho một keo giùm em nè. Mấy chị em mình mua đồ thì nhớ mua, mình có nhu cầu dùng thì mình mua ủng hộ luôn bên em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn em mấy chị ơi nè. Một keo là 600g, giá là 60k giùm em nè. Sẽ có là kẹo chuối nè với lại đậu phong lắc nha. Rồi bên em còn có bán cho mấy chị em mình là cái vải nè mấy chị, cái vải cắt thảm nè ha. 1 ký như vậy thì sẽ là 20k giùm em. Nếu như chị em nào mà mua dây buộc đồ á thì nó sẽ tầm dài như vậy, bề ngang tầm khoảng 7-8 phân gì đó mấy chị, chiều dài thì tầm khoảng 4 tấc 5 tấc vậy đó, thì 1 ký cũng là 20k. Còn cái vải này thì sẽ là cái vải mai thảm nè. Chị em mình khi đặt á thì mấy chị nhớ là cần mua cái nào thì mấy chị nói đúng giùm em nha. Chị cần mua dây biên vải để buộc đồ thì 1 ký cũng là 20k, rồi mấy chị mua vải thảm cũng là 20k 1 ký giùm em nha. Cái này về em đã nè, em đã sắp từng lớp cho mấy chị em mình, tại vì cái này là cắt đồ mấy chị nè, nó có từng lớp như vậy nè. Về mình chỉ phân và mình cắt cắt rồi mình dục theo màu thôi, mình xây cái thảm rất là đẹp luôn, giống như thảm bên em đang bán nha nè. 1 ký chỉ có 20k, chị em nào mà ở nhà mình rảnh thì mình có thể mua về mình làm, mình khỏi phải mua cái thảm may sẵn nha. Rồi chị em nào mà mình muốn mua cái thảm may sẵn thì bên em cũng có luôn cho mình nè. Một cái thảm như vậy thì sẽ là 30k giùm em nè. Em cho thợ cắt xong rồi may bằng máy một kim rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn. Cái này thì một thảm là 30k giùm em nha. Rồi cái thảm này thì sẽ là thảm 60k nè mấy chị. Thảm này thì sẽ là thảm 60k giùm em nè. Cũng được cắt may rất là kỹ và rất là tỉ mỉ luôn. Những cái đường đầu may vô và may ra đều được loại mối hết luôn nè. Khi mà sử dụng thì mấy chị em mình cứ yên tâm, không sợ bị ruột, không sợ bị sứt nha. Đặc biệt là mình có thể giặt tay giặt máy cũng được luôn nha mấy chị. Thảm này thì 60k nè. Có rất là nhiều hoa văn, mấy chị em mình có thể chọn tông sáng, tông tối hoặc là tông nhu cũng được nha. Có rất là nhiều bông và nhìn rất là sang và rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi bên em á là sẽ tiếp tục quay những cái màu cho mấy chị em mình xem nha. Rồi tiếp theo cái màu này sẽ là màu vàng vuông giùm em nè. Màu này sẽ là màu vàng vuông giùm em nè mấy chị. Quần thì vẫn là quần dài ống ôm giùm em nha. Xay là có đủ xay cho mình từ xay 1, xay 2, xay 3, xay 4, xay 5 là tầm khoảng 45-70kg mặc dừa giùm em. Màu này sẽ là màu vàng vuông nha. Màu này sẽ là màu vàng vuông giùm em nè mấy chị. Mẫu thì sẽ là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em nha. Áo bên em thì có bên trước bên sau cho mấy chị em mình mặc form dáng rất là đẹp nha mấy chị. Rồi cái màu tiếp theo này sẽ là màu nâu giùm em nè. Cái này sẽ là màu xám nha mấy chị. Màu này sẽ là xám vuông giùm em nè. Màu này thì sẽ là màu xám vuông giùm em. Quần thì quần dài ống ôm nha. Mấy chị nhớ mẫu này sẽ là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em nha mấy chị, có từ size 45-70kg mặc dừa giùm em, đồ có sẵn nha. Mấy chị em mình chốt đơn thì em sẽ đi đơn liền luôn cho mình, tùy theo địa chỉ thì tầm 2-5 ngày mình sẽ nhận được đồ nha. Rồi màu này sẽ là màu xanh vuông giùm em nè. Màu này sẽ là màu xanh vuông giùm em nè mấy chị. Quần dài ống ôm giống vậy nè. Cái này là xanh vuông giùm em nè mấy chị ơi. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu hồng vuông giùm em nè. Màu này sẽ là màu hồng hồng bông nha mấy chị. Màu này sẽ là màu hồng bông giùm em nè. Màu này sẽ là màu hồng bông giùm em mấy chị ơi. Một bộ là 50k giùm em nha. Bên em sẽ đi đơn cho mình là 4 bộ nè. 4 bộ sẽ là 200k được miễn ship nè. Được kiểm tra trước khi thanh toán cho mình sẽ nhận hàng tại nhà. Các chị em mình khi mà đang xem video thì mấy chị nhớ là xem
Cho em xin những cái lượt thích nè, những cái lượt chia sẻ nè. Chị em nào chưa bấm đăng ký á, thì mình nhớ bấm vào đăng ký kênh và bật luôn cái chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi bên em ra những cái video mới nha. Mấy chị em mình á, là nhận mình phải nhớ bật cái chuông thông báo thì mình mới nhận được á, là thông báo. Rồi cái màu tiếp theo này sẽ là màu đỏ vuông giùm em nè mấy chị. Màu này sẽ là màu đỏ vuông giùm em ha. Mẫu là mấy chị nhớ giùm em, mẫu là mẫu cổ vuông tim tay cánh tiên giùm em nha. Phía trước này có một cái cọng dây nơ rút là mấy chị, rút lại bằng một cái cọng dây mình cột cái nơ luôn ha. Rồi cái màu này sẽ là đỏ vuông giùm em. Rồi em cũng xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn tất cả các chị em mình trong suốt thời gian qua đã mua đồ ủng hộ bên em nè. Có rất là nhiều chị em mình theo dõi bên em và mua ủng hộ nha, rồi giới thiệu được nhiều người thân bạn bè nữa. Nhưng mà khi là mấy chị nhận được đồ á, thì có chỗ nào mà không có vừa ý, chỗ nào chưa được vừa ý thì mấy chị cứ liên hệ lại giùm em nha. Tại vì số lượng nhiều quá, một mình em cũng không có thể nào mà mình quản lý hoặc là mình kiểm hết cái lượng hàng được. Cho nên khi mà mấy chị em mình nhận được đồ mà có cái vấn đề gì không vừa ý thì mấy chị cứ liên hệ lại, bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Nếu như bên em mà bị sơ sót gì thì bên em sẽ hoàn toàn đổi cho mình, không mất phí nha mấy chị. Nè, cái màu này sẽ là màu vàng bông giùm em nè, màu này sẽ là vàng bông ha. Cái mẫu này rất là dễ thương, mẫu cổ vuông tim nè mấy chị, vuông tim cánh tiên nè, mình mặc rất là thoải mái và rất là dễ thương giùm em. Đặc biệt là một bộ chỉ có 50k mấy chị ơi, khỏi may khỏi cắt mà khỏi mất tiền công luôn. Mình đi đơn 4 bộ có 200k nhưng mà được miễn ship, tính gần bộ có 4 mấy k luôn á. Rồi cái màu tiếp theo này sẽ là màu đỏ bông giùm em nè, màu này sẽ là màu đỏ bông nè mấy chị. Một bộ chỉ có 4 mấy k, rẻ hơn cái tiền mình đi mướn thợ may luôn á. Cái này là đỏ bông giùm em, bên em sẽ có đủ xay cho mình từ 45 tới 70 kg mặc vừa ha. Màu này sẽ là màu đỏ bông giùm em. Mấy chị em nào mà mình đặt hàng qua gọi số điện thoại thì mấy chị nhớ ghi lại giùm em nha, để tránh cái tình trạng mà khi gọi điện cái mình bị quên đó mấy chị. Thì mấy chị cứ ghi vô cái tờ giấy đi, rồi cái mấy chị gọi cho bên em, rồi mấy chị đọc sẽ đỡ mất thời gian của mấy chị á. Rồi màu này sẽ là màu đậu hoa văn bông giùm em nè, màu này sẽ là màu đậu hoa văn bông giùm em. Cái mẫu này thì bên em sẽ còn đủ xay đủ màu cho mình luôn, cho nên mấy chị em mình chọn xay nào cũng có và màu nào cũng còn luôn giùm em nha. Màu này sẽ là màu đậu bông nè mấy chị. Rồi tiếp theo thì bên em sẽ có luôn cái mẫu quần đen cho mình nè. Cái quần này thì bên em chỉ may là một cái quần đen bình thường thôi. Dải thì cũng là chất dải thun cát Misa luôn nha. Nè, lưng thun bình thường ha. Hai bên này có hai cái túi cho mấy chị em mình nè. Giống như một cái quần đồ bộ thôi, cho mấy chị em mình mặc ở nhà cho nó thoải mái nè. Em chỉ may là màu đen thôi, cho mấy chị em mình có thể mặc được với những cái áo lẻ á mấy chị. Những cái áo lẻ mà mình không mặc đi sớm nữa thì mình có thể mặc ở nhà với mấy cái quần này cũng được nha. Một quần như vậy sẽ là 40k giùm em. Nếu như mà mấy chị em mình đi cái quần không á, không có mua thêm đồ á, thì bên em sẽ đi đơn 5 quần nha. 5 quần sẽ là 200k cũng được miễn ship cho mấy chị em mình luôn nha mấy chị nè. Còn mấy chị em mình á, là mua đồ rồi mình đi kèm theo một hai cái gì cũng được, cũng được miễn ship luôn á mấy chị. Miễn sao đơn 200k trở lên thì bên em sẽ miễn ship cho mình nha. Quần này thì sẽ có size từ size 2 nè, 3, 4, 5, 6 là tầm khoảng 50kg tới lại 80kg mặc vừa luôn giùm em nha. Mấy chị em mình có nhu cầu thì mình có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi số điện thoại trực tiếp để đặt hàng giùm em cũng được nha. Khi mà xem video thì mấy chị nhớ nè, cho em xin những cái lượt thích, những cái lượt chia sẻ nè, để em biết mấy chị em mình cũng thích những cái video này. Cho nên là em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian em sẽ quay nhiều hơn để cho mấy chị em mình theo dõi nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin kết thúc video nha. Xin hẹn gặp lại mọi người.